Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thay nhớt xe mà không cần đến phễu nha các bạn. Đây, bây giờ chúng ta sẽ mở cái nắp này ra. Sau đó, chúng ta sẽ lấy cái miếng giấy ở trong đây ra, dùng một vật nhọn nào đó để mà lấy ra nha các bạn. Rồi sau đó chúng ta sẽ xé miếng giấy bạc này ra luôn. Còn phần nắp chai này chúng ta sẽ dùng một quẹt để mà hơ lửa bên trong này nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ dùng cái bút bi nè, chúng ta sẽ đâm thật mạnh cho nó xuyên qua nha các bạn nha. Chúng ta sẽ đâm vừa vừa thôi để nó kéo dài qua. Đó, như vậy nó sẽ giãn ra. Đó. Rồi, như vậy là ok. Rồi chúng ta sẽ dùng kéo để mà cắt khúc đó ra. Đó, chúng ta chỉ cần cắt một cái đầu nhỏ như vậy thôi, để cho có cái lỗ để chảy ra thôi. Rồi, như vậy chúng ta sẽ dặn cho thật kín lại nha các bạn. Dặn cho thật chắc vô. Rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần đổ nhớt vô trong máy thôi. Rất là đơn giản. Đó, các bạn thấy không? Bây giờ chúng ta chỉ cần bóp cái bình và chảy vô bên trong. Nó chảy rất là nhanh nha các bạn. Và chúng ta sẽ không cần đến cái phễu nha các bạn nha. Một cách rất là đơn giản và nhanh gọn, sẽ không làm tốn nhiều thời gian của các bạn. Nếu các bạn nhà các bạn có phễu thì xài phễu, nhưng chúng ta không có phễu thì chúng ta sẽ làm bằng cách này nha các bạn. Một cách rất là hay. Rồi, bây giờ mình đã đổ nhớt vào trong máy hết rồi các bạn. Một cách rất là hay, nhanh gọn và nó không tràn ra ngoài nha các bạn. Bình thường không có phễu nó sẽ tràn ra ngoài nha các bạn. Đó, các bạn nhìn đây, mình đã đổ hết nhớt vào trong máy luôn. Rồi, video của mình đến đây là hết rồi. Nếu các bạn cảm thấy video của mình hay và hữu ích thì các bạn hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký để ủng hộ kênh của mình phát triển các bạn nhé. Xin chào.